Anh em hãy trở nên thụ tạo mới trong đức tin là mình Chúa Giêsu Kitô và trong đức ái là máu của Người. Trích thư của Thánh Anyasio Antiochia, giám mục tử đạo gửi tín hữu Charlotte. Anh em hãy trở nên thụ tạo mới trong đức tin là mình Chúa Giêsu Kitô và trong máu của Người bằng một nếp sống nhân ái. Đừng ai cho anh em có điều gì nghịch với người thân cận. Đừng làm cớ cho lương dân vì một vài người ngu xuẩn mà thóa mạ cộng đoàn ở trong Thiên Chúa. Quả thật, khốn cho kẻ nào nhẹ dạ mà khiến cho kẻ khác xúc phạm đến ta. Vậy, anh em hãy bịt tai lại khi có ai nói với anh em những điều gì khác ngoài việc Đức Giêsu Kitô thuộc dòng dõi vua David, đã thật sự sinh ra làm con Đức Maria, đã ăn uống, đã chịu thương khó dưới thời tổng trấn Phong Siêu Phi La Tô, đã bị đóng đinh và chết thật sự trước mặt các thụ tạo trên trời dưới đất cũng như trong âm phủ. Nhờ Chúa Cha, Người đã thật sự sống lại từ cõi chết. Chúa Cha cũng sẽ cho chúng ta là những kẻ tin vào Chúa Giêsu Kitô được sống lại như Người và trong Người. Không có Người, chúng ta không có sự sống thật. Vậy anh em hãy tránh xa những mầm mống xấu sinh ra trái độc chết người. Ai mà nếm thử sẽ chết ngay tức khắc. Quả vậy, những mầm mống đó không phải do Chúa Cha ươm trồng. Nếu do Chúa Cha ươm trồng thì những cành cây thánh giá đã xuất hiện và trái do những mầm đó sinh ra đã không hư thối. Nhờ cây thánh giá này mà trong cuộc thương khó, Đức Kitô đã kêu gọi anh em là những chi thể của Người. Vậy đầu không thể sinh ra biệt lập với tứ chi, vì Thiên Chúa hứa ban sự hợp nhất mà chính Người lại là sự hợp nhất. Từ Smyrna, cùng với các cộng đoàn của Thiên Chúa đang ở với tôi gửi lời chào thăm anh em. Những cộng đoàn này đã nâng đỡ an ủi tôi trong mọi hoàn cảnh, cả về thể xác lẫn tinh thần. Tôi đang mang xiềng xích vì Đức Giêsu Kitô mà cầu xin cho tôi đến được cùng Thiên Chúa. Vì những xiềng xích ấy, tôi van nài anh em, hãy kiên trì sống hòa thuận với nhau và cầu nguyện cho nhau. Mỗi người trong anh em, nhất là các trưởng lão, phải nâng đỡ an ủi giám mục, nhân danh Chúa Cha, Chúa Giêsu Kitô và các tông đồ. Tôi ước mong anh em lấy tình bác ái mà nghe tôi, kẻo những điều tôi viết ở đây thành bằng chứng tố cáo anh em. Xin anh em cầu nguyện cho tôi là người đang cần đến lòng bác ái của anh em trong tình xót thương của Thiên Chúa, để tôi trở nên xứng đáng đạt được phần gia nghiệp dành cho tôi mà không bị loại ra ngoài. Tín hữu ở Smyrna và Epheso gửi lời chào thăm anh em. Trong mọi lời cầu nguyện, anh em hãy nhớ đến hội thánh ở Syria mà tôi không đáng mang tên, vì tôi là người rốt hết trong số những người đó. Chúc anh em mạnh khỏe trong Đức Giêsu Kitô. Anh em hãy phục tùng giám mục như tuân hành điều răn của Thiên Chúa và cũng hãy tùng phục linh mục đoàn như thế. Nhất là mọi người sẽ yêu thương nhau bằng một tình yêu không san sẻ.